xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 29 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Tình hình Biển Đông tiếp tục dậy sóng với các cuộc so kè giữa các tàu chiến hải quân Trung Quốc và hạm đội Anh. Mới đây, Bắc Kinh đã nhanh chóng triển khai lực lượng để chứng tỏ quân đội nước này luôn sẵn sàng trực chiến với những vị khách không mời mà đến. Bên cạnh các cuộc tập trận giáo giết gian đe Đài Loan và các bên ủng hộ hòn đảo, Trung Quốc còn chưa một ngày nào dừng lại chiến tranh vùng sám nước này lại tiếp tục không kích vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Trước áp lực ngày càng gia tăng từ phía bên kia eo biển, Đài Loan đã bắt đầu củng cố sức mạnh quân sự của mình với các cuộc tập trận ở Mỹ. Một số tin nóng trên chính trường thế giới, Mỹ củng cố quan hệ với Nga, Trung Quốc vì lợi ích chung. Ông Biden nói Tổng thống Putin nguy hiểm, cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2022. Nga đệ trình Liên Hợp Quốc các sáng kiến chống lại tội phạm công nghệ cao, Trung Quốc cam kết hỗ trợ xây dựng hòa bình ở Sudan. Tổng thống Ukraine bất ngờ cách chức người đứng đầu quân đội. Những tin tức đáng chú ý khác, Anh ghi nhận ca tử vong do Covid-19 tăng đột biến, Thủ tướng kêu gọi thận trọng. Ship này phong tỏa thêm một tháng do số ca mắc Covid-19 tăng đột biến. Ca Covid-19 tăng cao, nhiều người Nhật vẫn tiếc nối khi không được xem Olympic. Nhiều người thương vong khi sạc lở xảy ra ở trại tị nạn lớn nhất thế giới, bão cát liên tiếp càng quét ở Mỹ, xã ướp cổ đại ở Chile được công nhận là di sản thế giới. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 29 tháng 7 ngay sau đây. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông tiếp tục dậy sóng với các cuộc so kè giữa tàu chiến hải quân Trung Quốc và hạm đội Anh. Cả hai phía liên tục phản pháo nhau gây bất ổn trên Biển Đông, nhưng không bên nào chịu nhân nhượng. Trước sự can thiệp liên tục từ phương Tây, Bắc Kinh đã nhanh chóng triển khai lực lượng để chứng tỏ quân đội nước này luôn sẵn sàng trực chiến với những vị khách không mời mà đến. Trong tuần này, Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLAN bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở Biển Đông trước sự hiện diện của các tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Anh. Theo tờ Thời báo hoàng cầu, PLAN đã đóng các hoạt động giao thông hàng hải ở hai khu vực ngoài khơi tỉnh Quảng Đông thuộc phía nam của Trung Quốc để tổ chức các cuộc tập trận. Theo hình ảnh về tin thu được từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu vào tuần trước, đội quân diễn tập có thể bao gồm tàu sân bay Sơn Đông và tàu tấn công đổ bộ Hải Nam thời báo hoàng cầu lưu ý rằng các cuộc tập trận có thể không được lên lịch chung với thời điểm tàu sân bay sms queen elizabeth hiện diện ở biển đông tuy nhiên đây cũng được xem là một động thái chứng tỏ pln luôn sẵn sàng trực chiến để răng đe các vị khách phương tây đặc biệt trong bối cảnh mỹ và các đồng minh không ngừng phô trương uy lực ở các vùng biển quanh trung quốc nhất là biển đông trước đó người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc triệu lập kiên cho biết bắc kinh vẫn sẽ tôn trọng các quyền của tàu chiến anh nếu chúng vẫn ở trong vùng biển quốc tế đồng thời nêu rõ quan điểm kiên quyết phản đối các hành động khiêu khích làm ảnh hưởng đến chủ quyền và an ninh của trung quốc cũng như phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực Trung Quốc được xem như đang tả đồ khủng sùng ở khu vực Biển Đông khi vừa so kè với Anh vừa răng đe Đài Loan. Máy bay quân sự Bắc Kinh vừa bị phát hiện tiếp tục tiến vào vùng dần dạng phòng không ATIZ của Đài Bắc, đánh dấu lần xâm nhập thứ 13 trong tháng này. Hôm 27 tháng 7, cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết đã phát hiện một máy bay tác chiến chống tàu ngầm thiệm Tây Y-8 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân PLAAF Trung Quốc bay vào góc tây nam vùng nhận dạng phòng không của nước này. Đáp lại, Hoàng đảo đã cử máy bay phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không. Tất cả các máy bay Trung Quốc được phát hiện trong vùng ATIZ trong tháng này đều là máy bay phản lực cánh quạt chậm, bao gồm các biến thể tác chiến chống tàu ngầm, tác chiến điện tử và trinh sát. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường các chiến thuật trong vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào không phận của Đài Bắc, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc tây nam của khu vực này. Theo dữ liệu của Cơ quan Quốc phòng Đài Loan, máy bay Trung Quốc đã xâm phạm vùng ADIZ của hòn đảo 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5, 22 lần vào tháng 4, 18 lần vào tháng 3, 17 lần vào tháng 2 và 27 lần vào tháng giêng Quý vị thân mến, trước áp lực ngày càng gia tăng từ phía bên kia eo biển, Đài Loan đã bắt đầu củng cố sức mạnh quân sự của mình với sự giúp sức của Mỹ. Mới đây, lực lượng vũ trang của hoàng đạo tuyên bố sẽ sớm đến Hoa Kỳ để tổ chức một cuộc diễn tập bắn đạn thật tại dãy tên lửa White Sand. Theo đó, lực lượng vũ trang Đài Loan sẽ sớm tổ chức một cuộc diễn tập bắn đạn thật để thử nghiệm việc sử dụng Patriot Advanced Capability III, PAC 3, PAC-3, hệ thống phòng không và tên lửa hàng đầu của quân đội Hoa Kỳ. Cuộc diễn tập sẽ diễn ra tại dãy tên lửa White Sands của quân đội Mỹ, một khu vực thử nghiệm quân sự ở khu trung tâm phía nam New Mexico. Khoảng 40 quan chức sẽ theo dõi cuộc thử nghiệm này. Trong cuộc diễn tập, một mục tiêu mô phỏng tên lửa tầm trung của Trung Quốc sẽ được phóng đi. Sau đó, quân đội Đài Loan sẽ phóng ít nhất hai tên lửa Patriot đáp trả. Đài Bắc sẽ tiếp tục phóng thêm một quả đạn khác trong trường hợp một trong hai tên lửa không đánh chặn được mục tiêu. Giới chức cho biết Đài Loan định kỳ thực hiện các cuộc tập trận này hai năm một lần và bắt buộc phải tiến hành ở Mỹ với các lo ngại về an ninh. Cuộc diễn tập tiếp theo có thể sẽ diễn ra trong năm 2022. Tuy nhiên, lịch trình cụ thể cho cuộc diễn tập trong năm nay vẫn chưa được xác định do các vướng mắc trong ngân sách. Được biết, Đài Loan đã chi tổng cộng 179 tỷ đài tệ, tương đương 6,4 tỷ đô la Mỹ cho 6 hệ thống PAC-3 và 3 đợt nâng cấp để hiện đại hóa các hệ thống PAC-2 của mình. Việc Đài Loan tiếp tục tập trận ở Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington, Đài Bắc và Bắc Kinh không ngừng leo thang. Nguyên nhân xuất phát từ vấn đề chủ quyền của hòn đảo và việc Nhà Trắng tăng cường ngoại giao với Đài Loan. Chuyên gia quân sự Du Wellong cho rằng, các cuộc tập trận gần đây do quân giải phóng nhân dân thực hiện ở biển Hoa Đông có khả năng nhắm vào Đài Loan bắc kinh đang gửi một cảnh báo nghiêm túc tới đài bắc liên quan đến các hành động quân sự của hòn đảo với washington gần đây các quan chức trung quốc đã liệt kê một danh sách những bất bình giữa nước này với mỹ sau đó bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ lloyd austin đã phản hồi rằng washington không tìm cách đối đầu với bắc kinh và cam kết theo đuổi mối quan hệ mang tính xây dựng ổn định với trung quốc bao gồm cả việc duy trì liên lạc với quân đội giải phóng nhân dân Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm 27 tháng 7 đã cáo buộc người đồng cấp Nga Vladimir Putin cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 bằng cách lan truyền thông tin sai lệch. Ông Biden cho rằng hành động của Nga xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia Mỹ. Cụ thể, trong chuyến thăm văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ gần thủ đô Washington, ông Biden phát biểu: "Hãy nhìn vào những gì Nga đang làm với cuộc bầu cử năm 2022. Đã có nhiều thông tin sai lệch, điều đó rõ ràng xâm phạm chủ quyền của chúng ta." Tổng thống Mỹ tiếp tục chỉ trích người độc cấp Nga, cho rằng ông Putin có vấn đề thật sự. Ông ấy điều hành một nền kinh tế chỉ dựa trên vũ khí hạt nhân mà không có điều gì khác. Ông ấy biết mình đang gặp rắc rối nghiêm trọng và điều này khiến ông ấy trở nên nguy hiểm hơn theo quan điểm của tôi. Trong bài nói chuyện, Tổng thống Biden cũng bày tỏ lo ngại về mức độ gia tăng của các cuộc tấn công mạng, bao gồm tấn công mã độc với thủ đoạn thường gặp là các hacker mã hóa, chiếm đoạt dữ liệu của nạn nhân và yêu cầu tiền chuộc để giao lại quyền truy cập. Ông Biden còn nhấn mạnh nếu chiến tranh bùng nổ, một cuộc chiến sống đạn giữa các cường quốc, đó chính là do hậu quả của tấn công mạng. Gần đây, Washington thường xuyên cáo buộc Nga tấn công mã độc nhằm vào nhiều tập đoàn lớn và cả cơ quan chính phủ Mỹ. Trong khi, Bắc Kinh cũng bị tố cáo nhúng tay vào vụ tấn công nghiêm trọng đối với phần mềm Microsoft Exchange hồi tháng 3. Thưa quý vị, giữa lúc bị phương Tây cáo buộc thực hiện nhiều vụ tấn công mạng nghiêm trọng, Nga lại đưa ra một sáng kiến mới lên cơ quan của Liên Hiệp Quốc, kêu gọi quốc tế cùng hành động chống lại tội phạm đe dọa an ninh mạng toàn cầu. Hãng tin TASS ngày 27 tháng 7 dẫn thông cáo báo chí của Viện Công tố Nga cho biết, hôm nay, một phái đoàn Nga do Phó Tổng Công tố Pyotr Gorodovoy dẫn đầu đã có cuộc gặp với quan chức văn phòng tội phạm và chất cấm của Liên Hợp Quốc đặt tại Geneva. Tại đây, nga đã đề trình bản dự thảo về những quy định cấm sử dụng thông tin và các công nghệ truyền thông cho mục đích phạm tội bản dự thảo nêu ra những biện pháp chống lại tội phạm công nghệ sử dụng đồng tiền số và công nghệ thông tin để tấn công và đánh cắp dữ liệu mạng nga xác định những lĩnh vực quan trọng cần bảo vệ hàng đầu khỏi tin tặc bao gồm ngành dược phẩm cụ thể nga kêu gọi quốc tế cùng nhau chống lại những thông tin sai lệch trên thị trường thuốc và dược phẩm viện công tố nga cho biết nga là nước đầu tiên trên thế giới soạn thảo và đệ trình một hiệp định toàn cầu nhằm chống lại tội phạm công nghệ cao nga đã đưa ra ý kiến này với mong muốn tạo ra nền tảng cơ bản cho các nước cùng thảo luận đóng góp với mục tiêu cuối cùng là đảm bảo an ninh mạng trong tương lai với những hành động được xem là khiêu khích gần đây, có thể thấy Mỹ ngay căng đẩy mất quan hệ ngoại giao với Trung Quốc rơi vào bế tắc. Trong khi đó, Nhà Trắng và Điện Kremlin cũng tỏ ra không mấy thuận hòa. Giữa lúc các mối quan hệ rơi vào khủng hoảng, Tổng thống Joe Biden bất ngờ mềm mỏng và tuyên bố sẵn sàng củng cố tam giác quyền lực Mỹ-Trung-Nga vì những lợi ích chung. Hôm 28 tháng 7, Tổng thống Joe Biden đã khẳng định Washington nên hợp tác với Moscow và Bắc Kinh mặc dù hai quốc gia này đang là đối thủ cạnh tranh tiềm tàng của mỹ trong đó ông nhấn mạnh việc các quốc gia cần hợp sức để giải quyết các vấn đề chung của thế giới đặc biệt là tình trạng biến đổi khí hậu thời gian gần đây nhiều khu vực trên trái đất đã ngấm đòn với sự giận dữ của mẹ thiên nhiên từ thảm họa cháy rừng đến thiên tai lũ lụt tàn khốc do đó ông biden khẳng định đây là mối đe dọa chung ảnh hưởng đến tất cả quốc gia những thách thức gây ra bất ổn trên toàn cầu hiện nay vô cùng hệ trọng và cần có sự chung tay để có chiến lược giải quyết phù hợp Dường như các cường quốc đã bắt đầu có động thái tạo dựng tương lai chung giữa thế giới rạn nứt, mới đây Bắc Kinh đã cam kết sẽ cùng Liên Hiệp Quốc nỗ lực xây dựng hòa bình ở Sudan. Trong cuộc họp Hội đồng Bảo an về chính thức chấm dứt sứ mệnh của phái bộ Liên hợp quốc Liên minh châu Phi tại Darfur, UNAMID, đặc phái viên thường trực Trung Quốc Dai Ping khẳng định, nước này sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng hòa bình ở Sudan. Ông đại cho biết, Bắc Kinh là một trong những quốc gia đầu tiên đóng góp lực lượng cho phái bộ này có khoảng 5.000 binh lính Trung Quốc đã tích cực thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Sudan suốt 13 năm qua. Hai trong số họ đã phải hy sinh vì sự ổn định ở Darfur. Đại sứ Bắc Kinh cũng ca ngợi kể từ khi thành lập UNAMID đã đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định ở Sudan và khẳng định đây là chiến lược sáng suốt của Liên Hợp Quốc trong việc thăm dò và tìm ra những cách thức hiệu quả, đa dạng để hỗ trợ các tổ chức trong khu vực duy trì hòa bình, an ninh. Trung Quốc bày tỏ mong đợi báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của UNAMID từ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 10 năm nay. Đồng thời, quốc gia này cũng hy vọng phái bộ sẽ sớm hoàn tất các thủ tục bàn giao, bao gồm cả việc thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật cũng như các quy tắc tài chính của Liên Hợp Quốc. Ông Đài cũng nhấn mạnh chính phủ Sudan cần phải chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ công dân ở Darfur, trong đó chú trọng giải quyết những nguyên nhân gốc rễ gây ra các cuộc xung đột bằng cách tăng trưởng kinh tế và cải thiện sinh kế cho người dân. Do ảnh hưởng của Covid-19 và thiên tài, tình hình an ninh ở Darfur vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, cộng đồng quốc tế vẫn cần mở rộng quy mô hỗ trợ và tăng cường đầu tư cho các hoạt động xây dựng hòa bình ở khu vực này. Từ đó, từng bước giúp Sudan tự chủ và phát triển đất nước. Được biết, UNAMID, một hội đồng bảo an thành lập theo nghị quyết 1769 vào ngày 31 tháng 7 năm 2007, là một trong những hoạt động gìn giữ hòa bình lớn nhất trong lịch sử của Liên Hợp Quốc. Vào thời điểm triển khai, phái bộ này đã có gần 23.000 quân và cảnh sát. Sau 13 năm thực hiện sứ mệnh ở Sudan, ngày 22 tháng 12 năm 2020, Hội đồng đã nhất trí thông qua nghị quyết 2559 về việc chấm dứt sứ mệnh của UNAMID ở quốc gia Đông Phi. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Tổng thống của Ukraine Volodymyr Zelensky đã cách chức người đứng đầu lực lượng vũ trang Ruslan Komchak nhằm nỗ lực ngăn chặn cuộc đấu đá đội bộ giữa lực lượng này và Bộ Quốc phòng. Theo người phát ngôn của Tổng thống cho biết vào hôm 27 tháng 7, nguyên nhân tướng Ruslan Khomchat bị cách chức là do những căng thẳng không thể giải quyết giữa những người đứng đầu lực lượng vũ trang với Bộ Quốc phòng. Người kế nhiệm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang sẽ là ông Valery Zaluny. Trước đó, vị này là chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Bắc của Ukraine và từng tham gia vào cuộc chiến chống lại các nhóm phiến quân ly khai cho Nga hậu thuẫn. Ukraine gần đây liên tục hối thúc đồng minh phương Tây cho tham gia vào NATO. Tuy nhiên, các nước thành viên khăng khăng nói rằng Kiev trước tiên cần phải cải tổ lực lượng vũ trang và đấu tranh chống tham nhũng thì mới đủ điều kiện gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Chuyển sang tin tức về Covid-19, thưa quý vị, hôm 27 tháng 7, nước Anh vừa báo cáo số người chết và nhập viện do Covid-19 tăng cao nhất kể từ tháng 3. Viễn cảnh đáng buồn đầy vẫn xảy ra, dù trước đó Thủ tướng Boris Johnson đã kêu gọi tất cả người dân cần cảnh giác cao độ khi đất nước dỡ bỏ hoàn toàn các quy định hạn chế chống dịch. Cụ thể, Nước Anh ghi nhận 131 ca tử vong vì Covid-19 trong thứ Ba, ngày 27 tháng 7, cao nhất kể từ ngày 17 tháng 3. Số ca nhập viện cũng tăng lên hơn 5.900 người, đạt mức kỷ lục kể từ tháng 3. Trước đó, số ca nhiễm mới ở Anh giảm dần trong 7 ngày liên tiếp. Nhưng Thủ tướng Johnson vẫn nhấn mạnh rằng đại dịch chưa kết thúc. Ông nói, điều tối quan trọng là chúng ta không được phép chủ quan khi nhìn thấy số liệu ca nhiễm tạm giảm xuống. Mỗi người cần phải duy trì sự cẩn trọng tuyệt đối trước dịch bệnh và chính phủ cũng sẽ làm như vậy. Ông Johnson hôm 19 tháng 7 đã ban hành quyết định dỡ bỏ hạn chế ở Anh, đặt cược rằng chiến dịch tiêm phòng thần tốc đã tạo ra được miễn dịch cộng đồng và đây là lúc mở cửa để vực dậy nền kinh tế lớn hàng đầu châu Âu. Nếu trong thời gian tới anh vẫn kiểm soát được làn sóng lây nhiễm thì nhân loại hoàn toàn có quyền hy vọng vào một trường mới trong cuộc chiến trường kỳ với COVID-19. Nhà dịch tễ Neil Ferguson từ trường cao đẳng Hoàng gia London nhận định, nhờ vào tiêm phòng, nước Anh đã giảm đáng kể nguy cơ bệnh nặng và tử vong do COVID-19. Ông Ferguson cho hay, chúng ta chắc chắn chưa thoát khỏi đại dịch, nhưng tôi lạc quan rằng, đến cuối tháng 9 đầu tháng 10, nước Anh có thể bỏ lại khủng hoảng ở sau lưng. Thưa quý vị, tình hình dịch ở Úc cũng ám đạm không kém khi giới chức nước này vừa ban lệnh phong tỏa Sydney thêm một tháng sau khi số ca mắc Covid-19 ghi nhận ở thành phố gia tăng đột biến. Hôm 28 tháng 7, thành phố lớn nhất của Úc đã gia hạn lệnh giới nghiêm thêm một tháng, thay vì sẽ kết thúc trong 3 ngày tới như kế hoạch. Các quy định về giãn cách được áp dụng trước đó dường như không mấy hiệu quả khi số ca nhiễm Covid-19 vẫn liên tục gia tăng. Bang New South Wales cho biết đã ghi nhận 177 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có ít nhất 46 người đã tham gia hoạt sinh hoạt cộng đồng trước khi được xét nghiệm Covid-19. Điều này khiến giới chức quan ngại về khả năng lây lan dịch khó kiểm soát. Người dân tại thành phố Sydney và các khu vực lân cận trải dài 200 km theo đường bờ biển đã được yêu cầu tiếp tục ở nhà. Phát biểu trong một cuộc họp báo, thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian bày tỏ sự thất vọng vì không thể giảm thiểu số ca mắc COVID-19, nhưng đây là thực tế cần phải đối mặt. Bà cũng nhấn mạnh, cảnh sát sẽ được điều động để giám sát việc tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội của người dân trên diện rộng. Đồng thời, giới chức cũng kêu gọi mọi người báo cáo các hành vi vi phạm. Để giảm thiểu tác động kinh tế, bang New South Wales sẽ dỡ bỏ lệnh đóng cửa các công trường xây dựng. Liên quan đến sự kiện Thế vận hội Tokyo đang diễn ra, dư luận Nhật Bản có nhiều ý kiến trái chiều. Đông đảo người dân đã biểu tình đòi tẩy chay, kêu gọi hủy bỏ sự kiện, nhưng cũng không có ít người cảm thấy tiếc nuối vì Olympic cấm khán giả đến xem. Ví dụ như ở thành phố Fukushima, phóng viên Reuters cho biết, nhiều người dân địa phương cảm thấy rất hụt thẫn vì không được chứng kiến đội tuyển Nhật giành chiến thắng kịch tính 4-3 trước đội tuyển Cộng hòa Dominica trong nội dung thi đấu vòng bảng bộ môn bóng chảy, vốn được xem là môn thể thao vua đất nước mặt trời mọc nam sinh Suzuki, 21 tuổi cho biết bên ngoài nhà thi đấu Fukushima rằng Thật đáng tiếc, khi thế vận hội năm nay lại cầm khán giả, các vận động viên sẽ mất đi phần nào động lực thi đấu. Ban tổ chức thế vận hội vào đầu tháng này đã quyết định tiến hành một mùa giải hầu như vắng bóng khán giả do toàn Nhật Bản vẫn đang căng thẳng chống lại dịch bệnh. Hiện chính phủ nhận áp dụng tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và Okinawa. Và vào ngày 28 tháng 7, chính quyền thủ đô đã ghi nhận thêm gần 3.200 ca mắc mới, đánh dấu mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Cùng với dịch bệnh, thì thiên tai đang tấn công nhiều nơi trên thế giới. Ở Bangladesh, ít nhất 6 người Hồi giáo Rohingya, bao gồm trẻ em, đã thiệt hại trong đợt mưa lũ kinh hoàng kèm theo sạt lở vào ngày 27 tháng 7. Nhiều người khác cũng bị thương trong vụ sụt lún và lũ quét ở các trại tị nạn thuộc miền nam Bangladesh. Tổ chức bảo vệ trẻ em của Bangladesh cho biết, có hai đứa bé đã tử vong khi mưa lớn làm sập mái nhà nơi các em đang trú ẩn. Được biết, có gần một triệu người Rohingya sống trên chúc trong các trại tị nạn thuộc quận Cox's Bazar của Bangladesh giáp Myanmar. Đây là trung tâm tị nạn lớn nhất thế giới với hầu hết cư dân di tản đến đây khi bị quân đội Myanmar đàn áp năm 2017. Tại trại tị nạn, những người Rohingya dựng nơi trú ẩn bằng chè và các tấm nhựa tạm bỡ dựa vào vách núi. Vì vậy, khi có thiên tai bão lũ xảy ra, họ rất dễ bị tổn thương, cuộc sống càng trở nên khó khăn và bế tắc. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Bangladesh cho biết mưa lớn dự đoán có thể tiếp tục chút xuống khu vực này trong vài ngày tới. Đây là cảnh tượng bức tường cát khổng lồ bất ngờ tấn công vùng ngoại ô thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ vào chiều ngày 27 tháng 7. Giới chức đã cảnh báo khẩn cấp về trận báo cát. Trong khi đó, cư dân địa phương Joe Grana nói với Reuters rằng mặc dù đây không phải là cơn báo cát tệ nhất mà thành phố từng gánh chịu, nhưng mức độ gây hại của nó cũng không thể xem thường. Anh Grana kể rằng thùng rác đã bị gió thổi bay tứ tung, các hồ bơi biến thành đổ ngổn ngang đầy lá cây và rác rến. Cơ quan Thời tiết Quốc gia ở Phoenix cho biết Họ đã cảnh báo vào lúc 7 giờ 30 tối ngày 27 tháng 7, dự đoán bão cát di chuyển theo hướng bắc có thể khiến tầm nhìn giảm xuống chỉ còn một dặm. Ngoài ra, vùng ngoại ô có thể đón mưa to, gió giật mạnh. Trong khi đó, tại bang Utah, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 7, khi một cơn bão cát mạnh bất ngờ càn quét xa lộ, che khuất tầm nhìn, khiến khoảng 20 phương tiện đâm vào nhau liên hoàn, hậu quả khiến 8 người chết và nhiều người khác bị thương, bao gồm 3 người nguy kịch. Kết thúc bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng FBNC tìm hiểu những thông tin thú vị về xác ướp 7.000 năm tuổi thuộc về nền văn hóa Chinchorro của Chile. Tổ chức UNESCO mới đây đã xác nhận đây là xác ướp lâu đời nhất trên thế giới, được bảo tồn đến ngày nay và đưa hiện vật văn hóa quý giá này vào danh sách di sản thế giới. Những xác ướp lâu đời này thuộc về người Chinchorro. Họ sống bằng việc đánh cá và săn bắt hái liệm ở nơi giao nhau giữa sa mạc và Thái Bình Dương, tức vùng phía nam của Peru và phía bắc của Chile ngày nay từ 7.000 năm trước. Xác ướp cổ đại này được tìm thấy ở phía Bắc Chile vào đầu thế kỷ 20, được xác định có niên đại lâu hơn xác ướp Ai Cập khoảng 2.000 năm. UNESCO đã đăng trên Twitter rằng họ đã ghi nhận khu định cư và ướp xác của nền văn hóa Chinchorro vào danh sách di sản thế giới. Cho đến nay, có hơn 300 xác ướp đã được tìm thấy, trong đó phổ biến là xác ướp màu đỏ, đèn. Quá trình ướp xác bao gồm các khâu loại bỏ nội tạng, ruột và mồ. Những nội tạng này sau đó được thay thế bằng sợi thực vật hoặc lông thú. Trong một vài trường hợp, người ướp xác sẽ loại bỏ già và thịt ra khỏi xác chết và khâu mái tóc đen dày vào da đầu. Sau đó, thi thể được tái tạo lại bằng đất sét. Cuối cùng, các xác ướp được sơn màu đỏ hoặc đen bằng cách sử dụng đất, bột màu, mangan và oxy sắt. Giám đốc trung tâm Chinchoro tại Đại học Tarapaca ở thành phố Arica cho biết những thi thể này được ướp rất tinh xảo. Đến nay, văn hóa ướp xác của người Chinchoro vẫn là một điều bí ẩn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 29 tháng 7 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Ngọc Mai xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.